Chào các bạn, trong video này thì mình sẽ đi hướng dẫn các bạn cái cách mà các bạn sử dụng một cái add-in. Cái add-in này là add-in free mà Revit nó cung cấp khi các bạn cài đặt. Thì đây là cái add-in có tên là Revit DB Link. Đây là một cái add-in mà free. Thì cái add-in này nó có cái chức năng, tức là nó có thể export cái dữ liệu từ mô hình của các bạn ra các cái cơ sở dữ liệu khác nhau. Ví dụ các bạn có export ra Excel, export ra SQL Server hoặc là export ra Excel đó. Và các bạn có thể để cái file dữ liệu này trên BIM 360 để các bạn theo dõi, hoặc là các bạn có thể cập nhật trên BIM 360 và sau đấy thì nó sẽ cập nhật lại trong Revit cho các bạn. Tại vì là có rất là nhiều người hỏi mình về cái cách mà trao đổi dữ liệu giữa cái Revit và Excel, và khi cập nhật Excel thì nó thay đổi ngược lại với Revit ý, thì làm như nào? Thì cái cách làm chúng ta có thể dựa vào cái add-in Revit DB Link này mà mình không cần phải viết thêm một cái công cụ nào khác. Nhiều bạn thì hoặc là bản thân mình cũng đã từng viết cái Dynamo về việc tương tác giữa Excel và Revit, và mình cũng có hướng dẫn trên cái web rsvn.net, hoặc là các bạn có thể viết các cái tool add-in để làm cái việc này, trao đổi dữ liệu qua lại hai chiều giữa Revit và một cái cơ sở dữ liệu Excel hoặc là Excel. Thế nhưng mà đây là cái công cụ mà mặc định free mà Autodesk đã cung cấp cho mình rồi, thì mình có thể sử dụng thằng này để mình chơi luôn. Thì ở đây thì mình có một cái công trình mẫu. Cái công trình mẫu này là cái công trình mẫu mà kèm theo khi mà mình cài đặt Revit. Rất nhiều bạn cũng hỏi mình về các cái xin các cái file mà mình có hướng dẫn trên kênh YouTube ấy. Thì tất cả các cái file này nó đều là những cái file mà được kèm theo khi mà mình cài đặt Revit. Thì các bạn có thể vào cái file này này. Các bạn vào Open. Các bạn kéo bên dưới này này, nó có một cái chức năng là Sample Files. Thì trên trong này nó có tất cả các cái file mẫu kèm theo Revit nó cung cấp cho chúng ta, mình không phải xin ai cả, tất cả những công trình này là Revit nó cấp rồi. Bây giờ mình sẽ thử xem cái này hoạt động như nào. Thì ở đây mình đang sử dụng phiên bản Revit 2020.2 và mình vào cái add-in ở trên này, tab add-in, và mình chọn Revit DB Link ở đây. Rồi sau đó thì các bạn thấy ở đây nó có ba cái tab này: tab Microsoft Access 2023, Microsoft Access 2007-2016 và là cái ODBC này nữa. Là cái này nó sẽ tùy chọn nhiều cái cơ sở dữ liệu khác. Thì ở đây các bạn thấy là nếu các bạn muốn xuất ra Access ấy, thì các bạn sử dụng hai cái tab này. Trường hợp bình thường ấy, nếu như có thể sử dụng được thì các bạn thấy nó sẽ có một cái nút gọi Select a new connection ở đây. Nhưng hai cái thằng này thì không có, bởi vì sao? Bởi vì là các bạn có thể sửa cái lỗi này này. Của mình hiện tại ở đây mình cũng không có, bởi vì là máy mình đang cài Office 365 bản 32 bit. Đó, bản 32 bit thì cái add-in này nó không hỗ trợ. Cho nên nếu các bạn muốn hỗ trợ ấy, thì các bạn phải gỡ cái Office 32 bit ra và các bạn phải cài cái Office 64 bit thì nó mới hỗ trợ ở hai cái tab này. Nhưng hiện tại trên máy mình ấy có cái SQL Server cho nên mình sẽ sử dụng cái thằng này để minh họa cho các bạn. Rồi mình chọn cái tab thứ ba, mình chọn Select New Connection, mình kích vào Export. Đó, sau đó mình sẽ kích vào Machine Data Source. Đó, xong mình kích vào nút New. Đó, xong mình kích vào Next. Rồi mình chọn SQL Server. Kích Next. Rồi mình kích vào Finish. Rồi bây giờ mình sẽ đặt tên. Ví dụ mình đặt tên ví dụ thôi, Revis Database Test. Đó, ở đây mình cũng Revis Database Test. Và đây mình chọn một cái server nào mình muốn connect đến. Thì ở đây là trên máy các bạn phải tải cái SQL server về và các bạn phải cài đặt một cái instance của cái SQL server ấy. Đấy. Thì các bạn có thể sử dụng Microsoft Access, nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều so với cả cái SQL Server này. Đó. Ok, mình kích Next.
Ok, click finish. Ok, đây là các cái thông tin mà nó sẽ tạo ra này. Đây các bạn thấy là cái thông tin server này, default vân vân, các cái thông tin mà nó sẽ tạo ra trên cơ sở dữ liệu. Mình click ok. Ok. Rồi, mình click ok. Đó, thì quá trình export nó sẽ diễn ra. Nên cái này nó tùy thuộc vào cái dữ liệu của các bạn nó là nhiều hay là ít, thì cái mô hình ấy, cái độ phức tạp nữa thì nó sẽ export ra. Rồi bây giờ mình sẽ mở thử. Ok. Rồi, tại vì ở đây mình đang mở sẵn rồi, mình sẽ restart lại. Rồi, ok, mình mở ra đây. Đây, các bạn thấy là cái dữ liệu nó đổ vào đây. Thì các bạn thấy là nó sẽ đổ rất là nhiều. Ở đây là cái mô hình Revit của mình ấy, phần kết cấu. Cho nên các bạn thấy là nó export thì nó export tất cả các cái cơ sở dữ liệu đằng sau thằng Revit. Đấy, thì ở đây ví dụ như là mình vào Structure Column đi. Đấy. Đó, ở đây là có các cột này, trong này có các cái cột ID rồi thể tích vân vân, chiều dài mác của cột này. Đấy. Phần loại cột đây. Structure column type đây. Thì mình thấy có các ID, ok. Mình sẽ mở tạm cái thằng structure column type này ra. Rồi, ok, mình sẽ click vào đây. Mình chọn select top 1000 dòng này. Đây thì các bạn thấy ở đây này. Các cái cột ở đây. Đấy, đây là các cái type. Đấy, có các cột này. Đó. Thì chúng ta có cái bảng về liên quan đến các cái loại cột này. Ok, bạn có thể xem về thằng mình xem trên bảng này. Cột đây, mình click vào chọn đây. Đây. Đây các bạn thấy thông tin về chiều dài này. Mác của các cột này. Đấy là mình xem thôi, còn nếu mình muốn edit, các bạn muốn edit thì các bạn phải click vào đây, các bạn chọn edit top này. Đấy. Đấy, mình mới edit thì mình ấy vào đây. Đó, đây là ID này. 122477 này. Đấy, ví dụ mình để thằng này mắc là ví dụ CCC01 nhá. Mình enter. Rồi, ok. Mình thay đổi nó như vậy. Mình thay đổi ví dụ một cái thôi, còn trong này nó cơ sở dữ liệu của nó sẽ rất là nhiều. Rồi, ok, bây giờ mình quay lại Revit. Thì bây giờ mình sẽ cập nhật cái thằng này. Cập nhật cái thằng này bằng cách là sau khi mình thay đổi dữ liệu bên này xong ấy, mình vào Revit DB Link này. Mình chọn cái edit và import này, mình chọn dữ liệu này, mình chọn edit và import này, chọn dữ liệu nha. Edit và import này. Đấy, thì quá trình nó sẽ import lại cái cơ sở dữ liệu và nó đây thì nó sẽ mở ra cái bảng này. Thì trong cái bảng này ví dụ như mình chọn cái thằng structure column đi. Đây structure column đây. Thì các bạn thấy ở đây này. Có một cái thằng đây đã được đánh là mark CCC1 này. Đấy. Kể cả những cái tiết diện như thế này nữa đây, mình hoàn toàn có thể thay đổi được. Có ID là 122477 ở đây. Và mình ok thì nó sẽ cập nhật rồi. Ok. Đấy. Thì ở đây nó bảo nó mở cả cái file này luôn này. Đấy, nó mở cái file này để xem cái HTML luôn. Bây giờ mình mở luôn cho các bạn xem này.
Đấy. Đấy, thì các bạn thấy ở đây này, ở trên này nó có cái bảng này, và ở trong cái file HTML này ý, thì nó sẽ chỉ dẫn rằng là cái gì đã thay đổi, thì cái bảng structure column này đã thay đổi này. Và đây thay đổi cái gì thì nó sẽ bôi sáng, đây là mark đánh là CCC01, tên ID là 122477. Đấy, bây giờ mình quay lại revit. Bây giờ mình sẽ tìm cái thằng đấy. Như nào nhỉ? Tìm cái thằng đấy bằng cái công cụ select. Rồi. Đây select by ID đây. 122477. Show. Ok. Đây là thằng này. Bây giờ mình sẽ chọn hiển thị mỗi mình nó thôi. Đây, cột đây. Đây cái cột này và có cái mark đã được đánh đây. Rồi ok, các bạn thấy là nó rất đơn giản, đúng không? Thì ở đây mình đang export sang SQL Server. Các bạn có thể export sang Microsoft Excel để các bạn thay đổi. Rồi mình có thể thực hiện nhiều cái thao tác can thiệp vào cái cơ sở dữ liệu này để các bạn có thể làm rất là nhanh trong việc bóc tách khối lượng. Nó áp dụng rất là nhiều. Các bạn ạ, tại vì bản thân thằng Revit bản chất của nó không là phải là cái mô hình mà 3D các bạn nhìn trên đấy, đằng sau của nó cái cơ sở dữ liệu mới là cái chính. Và tất cả cái mà các bạn can thiệp vào dùng Dynamo hay là dùng lập trình bằng một cái Visual Studio, sử dụng cái API của Revit ấy, thì chính là can thiệp vào cái cơ sở dữ liệu này. Rồi, ok. Đấy, chia sẻ một chút các bạn kinh nghiệm này, mình hy vọng là nó sẽ giúp các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.